Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Va chạm giao thông tài xế ô tô bị đánh tử vong ở Phú Yên. Sự việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút đêm ngày 21 tháng 5, ông Lê Minh Hoàng sinh năm 1969, chú 108 Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố Tuy Hòa điều khiển xe ô tô ban kiểm soát 78A091.98 trên đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy biển kiểm soát 78G1622.04 do Lê Chí Đạt sinh năm 1995, trú ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển. Sau khi ngã, Đạt bật dậy ngồi trước đầu ô tô chửi mắng, nên Hoàng lấy cây gậy bóng chảy bằng thép đánh một nhát vào chân của Đạt. Đạt giật gậy đánh trả vào đầu Hoàng hai nhát khiến nạn nhân gục ngã, nhưng Đạt vẫn dùng chân đạp nhiều lần vào cổ của Hoàng rồi bỏ đi nơi khác. Sau khi Lê Minh Hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, gia đình đã chuyển ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hung thủ lần trốn đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 5 thì đến công an tỉnh Phú Yên đầu thú. Do bị chấn thương sọ não rất nặng, nạn nhân Lê Minh Hoàng đã tử vong sáng nay ngày 23 tháng 5. Đối tượng gây án đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên tạm giữ hình sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.